Và ngày hôm qua 15 tháng 2, một trung tâm thương mại ở Trung Khánh, Trung Quốc đã chính thức khai trương đường ống trượt cao 16 mét để phục vụ nhu cầu của thượng khách. Chẳng phải lo lắng thang máy hỏng hóc hay thang cuốn nuốt người, các khách hàng khi ghé thăm trung tâm có thể tiết kiệm thời gian và công sức với đường ống trượt thần kỳ đi từ tầng 4 xuống tầng 1 chỉ mất 12 giây. Nghe thì có vẻ cũng tiện lợi và hữu ích đấy, nhưng mà chắc chắn là không phải ai cũng đủ dũng cảm để tận hưởng dịch vụ xa xỉ này. Vào năm ngoái, trung tâm thương mại Printem tại phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc cũng đã khai trương đường trượt dài 54m bên trong tòa nhà. Nó giúp khách hàng di chuyển từ tầng 5 xuống tầng 1 chỉ trong 16 giây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!